Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 194 sách giáo khoa bài 42 địa lý 12. Câu 1. Tại sao nói sự phát triển kinh tế xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai? Gợi ý trả lời các huyện đảo của nước ta giàu tiềm năng cho phép phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch, giao thông, khai thác khoáng sản. Đây cũng là căn cứ để bảo vệ an ninh quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta. Các huyện đảo là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt. Việc phát triển kinh tế các huyện đảo sẽ xóa dần sự cách biệt đất liền và hải đảo. Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống bảo vệ đất liền, hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới, khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thêm lục địa. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 194 sách giáo khoa, bài 42 địa lý 12. Câu 2. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo dù nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn? Gợi ý trả lời là bởi vì các đảo của việt nam có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước cả về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng về kinh tế xã hội nó có tiềm năng lớn trong phát triển tổng hợp kinh tế biển về an ninh quốc phòng nó là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa xung quanh hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước hệ thống căn cứ để nền kinh tế nước ta hướng ra biển trong thời đại mới Gợi ý trả lời câu hỏi trang 194, sách giáo khoa, bài 42, địa lý 12. Câu 3. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. Gợi ý trả lời. Ví dụ 1. Chọn khía cạnh phát triển du lịch biển. Về điều kiện phát triển, dọc chiều dài 3.260 km đường bờ biển, có khoảng 125 bãi tắm lớn nhỏ, trong đó có nhiều bãi dài tới 15-18 km có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng như Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Nha Trang ở Khánh Hoa, Vũng Tàu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thuộc vùng biển nước ta có khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có nhiều loại đảo gần bờ có giá trị cao về du lịch như Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Các điều kiện khác như khí hậu, tài nguyên, hải sản, bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển có nhiều thuận lợi cho du lịch, nghỉ dưỡng. Về hiện trạng phát triển, các trung tâm du lịch biển đã được nâng cấp, nhiều bãi biển mới được đưa vào khai thác. Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn ở Quảng Ninh và Hải Phòng, Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Cửa Lò ở Nghệ An, Nha Trang ở Khánh Hòa, Vũng Tàu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ví dụ 2. Chọn khía cạnh khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo. Về điều kiện phát triển, có vùng biển rộng lớn, biển nhiệt đới tương đối ấm, nhiều ánh sáng, giàu oxy, độ muối trung bình từ 30 đến 33 phần ngàn. Sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài, tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh trưởng và phát triển. Giàu nguồn lợi sinh vật biển, trữ khoảng 3,9 đến 4 triệu tấn. Có một số loài quý hiếm, cần được bảo vệ đặc biệt. Ngoài nguồn lợi cá, tôm, cua, mực, còn có các loại đặc sản, tổ yến có giá trị xuất khẩu. Có bốn ngư trường trọng điểm. Thứ nhất là ngư trường Cà Mau, Kiên Giang hay còn gọi là ngư trường Vịnh Thái Lan, Thứ hai là ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ ba là ngư trường Hải Phòng, Quảng Ninh còn gọi là ngư trường Vịnh Bắc Bộ và thứ tư là ngư trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Về thực trạng phát triển, khả năng khai thác nguồn lợi sinh vật hàng năm đạt 1,9 triệu tấn. Sản lượng thủy sản khai thác trên biển tăng nhanh từ 990,3 nghìn tấn năm 1995 lên 1791,1 nghìn tấn năm 2005. Về giải pháp phát triển cần tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ các đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi việc phát triển đánh bắt xa bờ giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản đồng thời giúp bảo vệ vùng trời vùng biển và vùng thềm lục địa của nước ta